cái thằng Hợi vẫn cao su. Mình khuyên bảo mãi nó vẫn ngu như thường. Rượu này nguyên chất không đường, uống vài ly sẽ nên giường như tơ. Đằng nào thơ thần giờ hơi thì sang đây ngồi trống còn hơi nỗi buồn. Có rượu là thơ mình tuôn. Đấy, bây giờ nhấm nhát để buồn được nhiều. Để quýt đây chuẩn bị từ chiều. Ê, lại thêm con chó này. Nhà tôi nó lông nhiều nữa này. Màu nâu. Con này mà sủa gâu gâu là tôi cho phát đi đâu bút mùa. Ông người cứ nói cứ như là nói đùa. Anh em làm chán cho nó. Cho nó vào hùa với nhau. Đây. Rượu ngon là phải có bạn hiền. Đừng chê nghèo khó lắm tiền dễ xa. Đấy không giống như là cái con hoa. Hôm nọ nó bảo là rượu ngon nhưng mà hơi tanh. Rượu tanh thì mới là chúng anh. Đúng không? Con này không hiểu ngọn ngành làm sao. Đúng. Thôi. Thôi thì mày với lại tao. Cứ làm một chén cho nó sơn sao cho ngươi. Nó múc thế nào? Là mày cứ thọc tay vào trong. Thôi bây giờ này. Đây. Của ai dùng đấy? Này, mà tôi thấy lạ. Cứ mỗi lần mình gặp nhau hàn huyên uống rượu thì lại có em tó ấy. Trước cái con chó đen hôm nay nó lại xen được con chó nâu. Đúng rồi, rượu ngon. Thế mà này, con Hoa này bảo rượu tanh. Con Hoa đúng là cái loại trẻ danh trong làng. Con này ăn nói phũ phàng. Hôm nào tôi gặp chẳng nhẽ tôi lại phàng như này bỡ mồm. Thấy hôm trước em tôi đang uống lại có con chó sồm. Nó to hơn con này một tí nhưng lại mồm nó lại có lông. Nhưng mà thích nhất là cái chó thả rông. Đấy, nó chạy một phát là ông đuổi muốn mua. Này uống thôi anh em, cái người đấy đùa chứ không phải chẹt nữa. Cho nó hùa với nhau. Hay bỏ cái công mình bê được nó đi. Công nhận tôi phục ông. Sao cái kế mà điệu hổ Lý Sơn đến vận dụng vào nhà tôi nó hợp lý không chịu được luôn. Tôi vừa mới giả vờ say, con vợ tưởng thật đi ngay ra vườn. Có thà đấy nó gọi đấy, gọi gì? Ông gọi đúng không? Chết. Hả? Quên chưa kịp báo với ông là xin lỗi ông, tôi chưa kịp sang chứ đấy. Không kịp sang ông. Hôm nay vợ nó bắt ở nhà. Bắt giặt xong rồi lại là rồi lại phơi. Ôi con vợ già hơi đang định sang thế nào nó lại chơi cho cả ngày rồi này. Ủa thực thế là thế nào? Thì không phải ông à? Chưa đã sang đâu. Thì là thằng nào? Thì không phải mày là thằng chó nào? Ôi trời chết rồi, mày về ngay đi. Tôi thế này kiểu gì nó không dập dìu đi. Thì nó gọi ra cổng thì nó lại... Tao bắt được gian phu dâm phụ không? Cày lắm, mình chưa nhìn được cái mặt thằng đấy, mình cảm thấy mình chưa an lòng thế nào. Bây giờ mày về nhá. Mày giả vờ say y như hôm trước. Sau đó là cái con vợ mày nó thấy mày say rồi. Nó mới lao ra ngoài đường. Lúc đó mày vượt tường mày bám theo. Và mày oánh chết cái thằng kia luôn. Thằng chó chết thì. Thằng chó chết. Chỉ có thế mà mới bắt được đôi gian phu dâm phụ thôi. Thì thôi này nha, hôm nay mày uống một mình. Thế bây giờ tao về tao sẽ bắt cái đôi gian tình này ngay. Nhá. Nhưng mà làm chén cho nó đỡ buồn, xong về nó có khí thế chứ nhỉ. Hôm nay không có tâm trạng nào uống. Thế chán. Nhìn vợ nó đổ đốn như thế buồn lắm bạn ạ. Cái gì buồn ở đây, lúc nọ lúc kia. Lúc thì thúng bổng nong nia nó là bình thường. Này, chẳng nhẽ mai mình lên phường báo cáo sự việc để cho nó ra đường ra luôn. Thôi, vợ chồng thì đầu gối tay ấp.
Nhiều khi nó hấp thì mình cũng phải 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 hy sinh thôi. Thế này thôi thì mình về nhá. Sốt ruột lắm, thật. Sốt này không thì làm quả quýt. Không. Thì vẫn từ hôm qua đấy, không. Rượu này vẫn từ hôm qua chứ không phải là giống như là cái con hoa nó lại coi đòi thương, coi thương ấy. Cứ làm quả quýt thì bạn. Thì cầm quả cho nó thơm mồm ăn. Tí nữa chửi cho nó phấn khởi. Chán quá. Vậy. Đây thì tớ thì khác gì? Bên đấy vợ còn sinh. Bên này vợ đấy như là con yêu tinh dở người. Chứ bên đấy là còn có người nó rước cho. Chứ bên này nó vợ cơ mà ngồi xó với lại quét mò thì cơ mà bảy hôm chả thấy thằng nào ho đến gần. Thôi thế mình về nhá. Về nhá. Về đấy. Thôi tuột lắm. Sừng bây giờ cắm đề tài đây rồi. Sốt ruột thì ăn quyết hay không thì sốt ruột. Mở đi mở cái. Ở đây chứ. Chán chịu rồi. Ôi. Ô kìa. Cười nhỉ. Ôi khổ thân cái thằng bạn Hiền. Đấy. Nhà thì nhiều tiền nhưng vợ lại vứt đi. Giống hệt như cái thằng Thi. Hôm nọ vợ nó bán mất cái tivi nó theo mổ. Hả? Em xin chị. Thế mày ta đấy, đi về nào nhỉ? Lúc nay vào nào giờ về nào? Trời ơi, ta lại cứ tưởng con vợ ra. Đi về nào tự nhiên quên mất đường về. Ôi. Thì đến thì đi đường nào? À kia này. Đấy. Ôi giời ơi. Đấy cũng lấn bấn nhiều cái chứ giờ người nó cứ kiểu gì ấy. Ôi giời ơi, đi lên quanh lại này. Này. À. Thôi về về đi. Ôi. Đi nào nhầm. Đấy. Đi không biết đường nào. Vòng đi vòng lại đâm vào dao mới đau. Xoay, tôi không sai, tôi không sai, tôi không chơi chưa được. Thu, huệ. Ủa, mệt không tự, uống nhiều mệt. Vợ ơi! Vợ ơi! Ôi đâu ấy nhỉ? Vợ ơi! Ôi đâu rồi? Gì đấy? Ủa, hả? Ngồi đây, ngồi đây. Xin chào vợ chồng thân yêu. Nhìn em anh thấy điêu điêu thế nào? Ô, này, ông đừng có mà ăn nói tào lao nhé. Tôi đập cho ông một phát, ông bắn ra ao bây giờ. Ôi giời, vợ đừng có mà đánh bất ngờ. Anh tuy say xỉn nhưng mà vẫn tôn thờ mình em. Tuy rằng anh nói nó lèm nhèm nhưng mà anh sẽ yêu em suốt đời. Giời ơi, không ngày nào là trượt cả. Này, này, đi về cho nhà ngủ. Này. Ơi. Dậu đây. Này này này, vào nhà và ngủ đi nhanh lên. Muỗi nó đốt làm thịt bây giờ. Nhanh lên. Thằng nào lại gọi vợ tao? Hôm nay đích thị knock out, móc hạt. À, con chó này. Mỗi sáng sớm anh bên hoa cười say đắm. Lai 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 lai. Con chó này, mày lái này này. Mày lái này. Này, im, để tao nói. Mày cứ nghĩ phụ nữ là mày đâm dễ dàng. Hôm nay là tao đấm nhẹ nhàng. Tao mà đấm thật mày hỏng cả hàng mày luôn. Nhất. Mày không chịu. Ôi trời ơi, mẹ đánh không mày. Mẹ cứ ra đây, có điều bất ngờ để dành cho mẹ đấy. Điều bất ngờ? Đây, đây, điều này. Gì, điều gì, điều gì? Ôi trời ơi. Ôi chết rồi. Ôi trời ơi, con ơi. Bố mày làm sao thế này? Tôi chết rồi. Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Trời ơi, đứa nào, thằng nào nó đánh ông?
cái lồng lôi này à ông ơi. Trời ơi con ơi này, bố mày cái này thế phải bảo là bất ngờ à, có mà bất động thì có con nào. Trời ơi, rồi mày có để cho bố ngồi lên xe lăn thế nào, ngồi lên xe nào. Trời ơi là con cầm hoa đi đâu đây. Trời ơi, đứa nào nó đánh ông như thế này? Mày bỏ ra! Con đứa nào dám đánh tôi nữa? Đứa nào? Ngoài cái thằng con rể của bà ấy! Này! Thằng con rể của tôi chứ không phải là của ông à? Nó kêu mày mồm đi! Đấy! Nó đau gần chết rồi còn vặt mấy mẹo! Đấy là thế nào? Này, đúng là... Sao lại đánh bố? Con có mắt như mù! Hóa ra thằng chó lại là bố. Cái bố ơi, con xin lỗi bố, con muốn giải thích với bố như thế này. Không giải thích gì cả. Tao biết nhá, tao thừa biết cái mặt của mày nhá. Mấy lâu nay mày chỉ chờ đợi có cơ hội là mày tẩn tao nhá. Thì ra bố lại ngồi đây. Dậy. Này, bố mẹ đang giận nhau. Tôi đưa mẹ ra đây để bố mẹ hàn gắn lại với nhau. Thế mà ai bảo ông đánh bố thế hả? Ui dồi ôi, thế thì là con nhầm ạ. Con muốn giải thích với bố. Tôi cầm mồm đi. Giải thích cái gì? Nó đánh mình như là đánh kẻ thù. Đánh mình như là đánh thằng trộm chó. Bố, con muốn nói. Nói cái gì? Tôi cho anh ngủ nốt đêm nay, sáng mai gà gáy đi ngay khỏi nhà. Thôi thì xin tuân lệnh ông bà, kể cả không thích tôi đi ra khỏi nhà đêm nay gì đâu. Này, ngồi xuống xin lỗi bố mẹ đi. Thì xin mãi có được đâu. Nói xin như thế là không tha được gì đâu. Tôi nói cái làm cái gì? Tôi nói cho bà biết chứ. Từ bé đến giờ tôi không bao giờ, bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi ăn đòn đau đến như thế này. Nó đánh tôi như đánh tội phạm thế này. Đúng là nó xử lý đúng như các cụ để lại. Thì là bố vợ phải đấm. Rồi đến lượt bà rồi có ngày nó phang cái bà nát mặt. Ôi dồi ôi, thôi khổ quá rồi. Bố vợ phải đấm với mẹ vợ ăn đòn. Thế rồi, rồi. Ôi dồi ôi. Tôi mới nữa cái gì? Đi vào trong nhà đi. Mà làm gì? Lấy dầu gió bóp cho tôi. Sức hết cả quai hàm rồi còn gì nữa. Rồi lấy dầu gió. Đứng lại. Lại đứng lại. Đi đâu đấy? Đi lấy dầu gió chứ còn đi đâu nữa. Thế không chắc tôi về à? Nào. Chắc cái gì? Lên. Từ từ thế nào. Nặng thế cơ chứ đi. Con rể rồi. Con dâu thế này rồi. Ôi trời ơi. Có ai khổ thì tôi không. Ôi trời ơi, đêm nay ngủ ngoài đường. Ôi trời ơi, đang tình nghĩa là tự nhiên này ẩm gương thế này. Ôi trời ơi, cái bình rượu của ta đâu rồi? Ôi là nước ơi, cái rượu của bà, nhà bà nó là rượu ngọc, rượu ngà. Nó vào nhà mày nó là cái bình thuốc sâu. Ôi là nước ơi, giả rượu đây cho bà. Ôi trời ơi, dậy, dậy tìm rượu cho tôi nhanh lên. Cái gì? Nheo nhá, nheo nheo, người ta ngủ không yên. Ngủ cái gì mà ngủ, ngủ suốt ngày, ngủ ngày, ngủ đêm. Dậy. Thì đấy, bà biết đấy, tôi là ngủ ngày cày đêm. Đêm nó mới mơ, ra lô ra đè, nó về có mà ăn đủ. Cái bình rượu nè. Bình rượu của tôi đâu? Biết đâu, bà để đâu rồi, ai biết. Cái bình rượu tôi chôn ở trong góc nhà. Làm sao là lại không biết. Đêm qua tôi ngủ rất sâu. Tôi đợi bà mãi, lâu lâu không thấy về. Đấy, đêm qua tôi mơ con đẻ, hôm nay quyết đánh, nó về, đợi nhá. Mà này, cái bình rượu đó tôi đổ thuốc sâu vào rồi đấy. Cái gì? Yêu, thuốc sâu. Hôm qua tôi thằng Hợi nhá, uống bét nhè, uống tì tì, có không sao đâu. Sao trần đời tôi lại lấy được cái thằng chồng nó khôn thế hả? Rời hôn, khôn mất hết cả phần của người khác. Hả? Thóc đâu mà lại cứ mang đi đãi gà rừng thế? À, cái đồ khốn nhà dạy chợ. Vợ thì giấu giếm, còn chồng thì mang đi đãi hàng xóm. Thì bạn bè nhau có gì đâu. Bạn bè nhau? Thế có bao giờ nó đãi ông được ngụm nào không? Mà ông mang cả bình rượu nhà tôi đi ông đãi người ta. Hả? Sắp tới nó đãi. Ngồi đấy mà đợi sắp tới đi. Mà tôi nói thật nhá, cái bình rượu này tôi đổ thuốc sâu vào thật đấy. Đổ thuốc sâu á? Đúng rồi. Sao không khí có vấn đề gì? Chưa đâu nó mới ngấm. Chưa 24 giờ. Ui dồi. Ôi trời, tôi chết rồi. Ôi lạc nước ơi, vợ tôi nó đầu độc tôi. Ôi trời ơi. Im mồm, im mồm. Ôi lạc nước ơi, im mồm. Im mồm, tôi bảo im mồm. Tôi im mồm.
Cái con chó chim kia nhá, mày cũng bảo tao im mồm nhá, mày nhớ mặt tao đi nhá. Mày là cái đồ phản chủ. Chủ nó đây này. Không nói nhiều lôi thôi với ông. Ông bước ra khỏi nhà tôi, bước ngay. Tôi bước. Đi ngay. Tôi bước luôn. Đừng bao giờ vác mặt về nhà tôi nữa. Cái mặt tôi nó nặng lắm rồi, không ai vác được về đâu. Tôi đi luôn đấy. Đi luôn. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, quên thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Thế đã bao lâu rồi không về nhà Mão là thăm thằng em. Đi đâu đây? Khổ lắm. Oai. Oai. Chỉ vì cái chuyện bưởi bọc mà cả nhà ấy nó đồng lòng đuổi tao. Thế đuổi mày thì đã làm sao? Làm trai phải biết ngẩng cao cái đầu. Nhưng mà khổ quá, cứ mãi không giàu. Bây giờ biết sống ở đâu, thế nào? Ôi giời ơi. Đóng cái này cái. Không phải đóng. Bây giờ đi vào. Hả? Bây giờ này đi vào. Đi vào. Đi vào bây giờ nó đuổi rồi, kể có liềm chỉ chứ nó đuổi lại còn đi vào. Từ đầu là như thế này. Tao chưa nói cho mày biết thôi. Về đằng ngoại ấy. Đằng ngoại. Mày phải gọi tao ông ấy. Ông thế à? Một tiếng nói của tao. Yên tâm. Thế sao mày cũng vào từ đầu? Thế thôi thế này nhá. Ông cứ giúp cháu. Từ hôm nay trở đi tao đi gọi mày bằng ông. Nhớ nhìn đi. Mày. Ngại lắm. Mày lo. Mày đi trước đi. Mày đi trước đi ông. Vì sao? Được không? Rồi. Này. Cái thằng giờ đánh nhá. Nó có vác cái mặt mẹt lên đây để làm cái gì? Hả? Mày. Này. Mày bị giời đánh bây giờ. Mà thôi, mày cứ để tao xem. Tại vì nguyên cớ làm sao mà lại để cho nó lách rào ra đi. Nếu như nó có tội tình gì phải cho nó cơ hội nó quỳ xuống xin. Chứ thằng này đâu phải cái tuổi tên mà gia đình thì phải biết giữ gìn gia phong. Đấy, ông ạ, chỉ vì cái chuyện bưởi với bồng mà cả nhà nó đồng lòng đuổi tao. Cái thằng này mày cứ, cứ nói leo. Mà ông nói với chúng mày là như thế này này. Này, mày ông với ai đấy hả? Mày ông với ai? Ông. Bố bình tĩnh. Thằng này tuy nó chơi với con, vai vế ở ngoài đời thì nó là bạn con. Nhưng về đường mẹ con ấy, thì nó là ông chúng mình. Đúng rồi. Đấy, có đúng không mẹ? Đúng rồi đấy. Ông lấy tôi, ông phải gọi thằng này bằng ông. Đúng. Này, thằng nào? Ông ạ. Ông. Dạ, thế thì để mời ông ngồi sơn nước ạ. Dạ. Ô lao. Nói. Này. Mày là ông chúng nó, mày cứ ngồi cao lên. Chào tao nha. Nhất trí. Vai vế. Đó. Nha. Đấy. Mời nước thì nước đâu? Khổ quá, con thịt. Ra ngoài sân mang ấm nước vào đây. Này, không phải ra lấy ấm chén hay làm gì còn ấm chén. Đây hết cả rồi. Đây. Sao mày để vào đây? Khổ quá. Ấm chén là của tao mua. Bị chúng nó đuổi, tao khua hết vào. Đúng là cái đồ không phải đàn ông. Ki bo kè xỉ. Giữa ông giữa thằng. Mày đừng có mà lằng nhằng. Một khi đã đuổi nha, tao bằng vào đây. Ôi sao lại nói thế? Buồn cười thật đấy. Hả? Thằng này buồn cười. Đây là vợ tao, ông. À chết rồi, ông quên. Mà thôi, có cái việc gì đâu. Có mỗi cái việc là thằng này nó đánh bố vợ. Sau đó thì nó thả tính mẹ vợ. Và nó đối xử tệ bạc với vợ. Đúng. Thế thì toàn người trong nhà cả chứ có phải hàng xóm có gì đâu. Đúng rồi. Giời ơi, mà cứ phải làm căng thẳng. Mà này, gia đình phải đoàn kết. Đúng. Thống nhất. Tống cổ thầy ra khỏi nhà. Cái gì anh? Ôi giời, mới đầu nghe rất là ôn tồn. Nhưng nghe đi nghe lại như là hàn. Này, láo quá. Anh nói kiểu gì đấy? Mày giỏi, mày nói rõ nghĩa cho nghe nào. Nói thật, nhà này cũng chẳng ra chi. Cộng thêm cái thằng bạn cũng chẳng ra gì. Biến đây. Ôi thôi.
Này! Đấy, ông biết ngay mà. Căng thẳng như này. Ông có ý kiến? Ông nói ý kiến gì ạ? Thực ra... ông về. Ờ. Ôi trời ông. Ôi trời ơi. Tất cả họ cho bà đấy. Họ nhà ông ấy. Bà ấy. Ông ấy. Mày ấy. Mày ấy. Hả? Alo. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hello, Educhat National. Đấy. Thằng này tắt máy rồi. Thằng nào đấy nhỉ? À, thằng Tập còn nhiều ông luyện. Alo. Tập ạ. À. Ủa em à? À, tập đâu anh gặp tí? Hả? Cái gì? Mới nhập câu lạc bộ Juventus á? Đi lâu vào đây hợp đồng lâu không? 3 năm kìa. Ủa ôi. Thôi thế cho anh gửi lời hỏi thăm thằng bạn thân nhá. Bảo đó là trong đấy cố gắng đá tốt nhá. Ờ, 3 giờ về gặp nhau. Ừ, thế em nhá. Cày thế. Gọi thằng nào là thằng đấy có việc. Alo. Alo. Ui ôi. Nghĩ chán. Cuộc đời thật lắm đắng cay. Lúc có thì nó rất hay hỏi mình. Đến khi mình gặp thất tình thì nó lại mất thần hình cắn luôn. Ờ, quá là đau như vậy. Say giấc mộng ban đầu yêu người thua mới đôi mươi em đang đồ chẳng tròn từng ngày qua phố áo em chẳng cả đường về lá thư ước mong hồng cho mỗi tình xanh như khung hương ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng dạ ngày em thấy áo hoa pháo đỏ dịu cả cõi lòng đừng nhìn em bước bên chồng 20 năm cuộc mộng dở dang khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ đâu hằn vui duyên cuộc diều con đấy uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoài sầu không ngơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lặng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tan từng thu thay lá rơi
mô cuộc tình lá bay chân nặng đời mình nhớ người do tiếp ly này dở dáng khắc sâu bóng hàng lắng trong cung đàn em giờ đâu hẳn vui duyên mới 20 năm cuộc diều còn đây uống qua tháng ngày cô quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lặng tiếng mưa rơi đêm say chờ trắng tan từng thu thay lá rơi đắp mồ của tình lá bay chân nặng đời mình nhớ người do tiếp ly này từng thu thay lá rơi đắp mộ cuộc tình lá bay chân nặng đời mình nhớ người do tiếp ly này tặng 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 alo nghe nghe đây bạn ơi hả đang ở đâu còn lâu mới nói này khổ quá đấy bây giờ lang thang không nhà không cửa vô gia cư đấy thì tôi nghĩ rồi tôi hiểu rồi bạn ạ đấy chỉ có người cũ mới là chân thành còn mấy cái người mới thì chơi nó chẳng yên lành thôi bye nhỉ thế bạn nhé cảm ơn bạn rất nhiều ok nhá rồi buồn lắm ôi nhà lụa ở đây rồi bao nhiêu năm vẫn thế sao xuyến bồi hồi bao nhiêu kỷ niệm nó cứ ùa về này ngày xưa là đụa lụa lụa đẹp nhất làng một tối có thể là 20 chàng đến yêu nhưng mà lụa rất là kiêu lụa luôn để ý là chỉ yêu mỗi mình ôi giời nhưng mà đấy dặn bao nhiêu năm nay rồi cái cổng cái nà là phải tỉa tót cây cho nó sạch sẽ cứ để thế này thôi còn cái nhà lười chảy thấy chảy thác vừa vừa tỉa tót nó đi cho nó sạch sẽ gì chả chịu làm ăn gì cả chán không chịu được ôi con mới chở cái nhà nào chả có sự giáo dục kìa lụa ơi lụa ơi này cái anh kia ôi trời anh làm cái gì lại ở cổng nhà tôi đấy hả thế ông là gì tôi là thế ông hỏi ai tôi hỏi lụa người yêu cũ mà ông là ai ông là gì
Tôi là bố lụa. À, hiểu rồi. Sugar daddy gì? Có nghĩa là cái gì à? Bố nuôi trong nấng. À. Cái loại mà sugar daddy rồi lại đi cưới baby quá hẹt, đúng không? Ừ thì tôi nuôi con lụa. Đúng rồi. Nuôi nấng phải nuôi nấng mà. Ừ. Đúng là cái loại sugar daddy trâu già lại gặp baby quá hẹt. Nha. Tôi cũng nói luôn này. Ngày xưa ấy chẳng qua là số phận thôi. Ừ. Chẳng qua là ông giàu thì ông mới hớt được cái lụa. Chứ còn tôi mà như ông ấy còn lâu ông mới có tuổi nhá. Nói thẳng một câu như thế. Anh ơi. Ừ. Nói thật với anh, ngày trước nghèo lắm anh ạ. Ừ. Anh ơi. Phiền anh, nếu anh nói tiếng Việt Nam thì anh nói Việt Nam, anh nói tiếng nước ngoài nửa tiếng Việt Nam cũng thật không hiểu. Đấy, ừ. Có bản dịch luôn. Ừ, ừ, có nghĩa là trâu già lại gặp cỏ non. Cái loại mà đi cưới trẻ con là quá hèn, đúng không? Này nhá. Tôi mà có quyền ấy là tôi đi thiến hết cái bọn sugar daddy nhá, mất cửa đi vớ vẩn nhá. Có nghĩa là mày nghĩ là tao là bà bố bịch đấy. Này tôi nói thẳng cho ông biết nhá. Tôi mới lụa quá là mặn nồng, ngày xưa đã sống như vợ chồng rất lâu nhá. Này mày quá đâu ông dò bố lụa. Ôi giời ơi cái này. Ôi giời ơi. Phải con sao? Ông lấy sao? Hôm nay tao không giết được con chó này á, không làm người. Cái sao của tôi đâu rồi? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh còn vác mặt anh đến đây làm gì? Ôi. Lụa à? Lụa ơi. Này thì hóa ra cái ông giò lúc nãy là bố của lụa à? Anh lại trêu chó nhà em đấy à? Đâu anh trêu đâu. Ông giò ông đuổi anh chạy như chó chổng chích. Vậy anh đến đây làm gì? Lụa. Đời anh hồng nhân bạc phạm. Hả? À, hồng phân hằng nhạn. Sao cơ? Khổ lắm. Hồng nhang bạc phận, à, đúng chưa? À đúng rồi. Ngày xưa anh ngu anh dại. Anh bỏ em anh đi anh lấy vợ. Tưởng là hạnh phúc anh. Có loại ham tiền như anh ấy, như thế là đúng rồi. Đấy. Anh cũng nói luôn. Anh về nhà vợ thì bây giờ cả nhà nó hợp sức một lòng đuổi anh chạy cả một vòng mới đến đây. May quá được gặp em. Thế anh còn vác cái mặt anh lên đây làm gì? Anh với tôi giờ chẳng còn gì cả, chỉ là tình cũ thôi. Ôi nhờ thì đấy, người ta bảo rồi, tình cũ không dù cũng đến. Em luôn là bến là bờ, em luôn là cái chỗ để anh mong chờ đến với em. Sống cái cảnh chó chui gầm chạn sướng chưa? Có sướng gì đâu em. Lụa ơi, bây giờ ấy, chỉ có em mới là chỗ để anh. Lụa ơi, anh biết anh là thằng tồi, nhưng gặp lụa rồi xin phép em được ngồi xuống đây. Ui. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sát sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời. Hận tình ly tan trọn đời riêng mang. Xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, nhìn đoàn xe sang tuổi hơn anh mang.
ngục tối đau thương, độc hành đêm trường, địa khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi, xin gắng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau mình lại yêu. Chi mà huyền lệ bờ mi, tình dù chưa phai sao tránh được tử ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha. Xó xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình muối sắt sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây em đâu rồi, ngăn cách phương trời, hận tình ly tan trọn đời riêng. Đoàn xe sang tuổi hơn anh mang, ngục tối đau thương, độc hành đêm trường, điệp khúc yêu đương chỉ còn cùng buồn não nùng. Đớn đau từng tiếng lòng người ơi, trời đầy hai đứa nên cách biệt hai nơi. Lau mắt rồi thôi, xin gắng cười làm vui lòng người, đành chờ kiếp sau mình lại yêu nhau. Lau mắt rồi thôi, xin gắng cười làm vui lòng. Cảm ơn nhé. Anh đi bộ đấy, lần sau ủng hộ chị. Vâng, bye bye chị. Anh này, sao anh đổ xe vô duyên vậy? Đổ bên kia cho em bằng hang. Anh đổ thế này có gì mà vô duyên. Quá vô duyên lắm luôn. Em bằng hang đây, anh đổ kia thì khách đâu em ngồi. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh sao được. Xin chào em bán bánh bao. Nhìn em anh thấy nôn nao cả người. Anh thế này... thì phải nở nụ cười để anh xin phép mua 10 cái bánh bao. Anh nào ăn nào tao lao. Máu đi chục hạt để cho tao con băng hàng. Em phải ăn nói nhẹ nhàng, đứng im để anh xin phép khẽ hàng dịch cho. Yamakov hiếp vì gô lúc kì phúc kinh chong. Anh này vô duyên thật. Cái đang dịch su đi. Su này, su à. Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Thề rồi. Thằng này sao lại đánh tao? Tao đang thử dịch xem có phải cái bánh bao ở chỗ này. Chỗ này không phải là của mày, chỗ này là của bố mày. Anh chế tao em. Thế thì tao lại đi cày. Mày chủ sở hữu thì mày cứ chơi. Niên tại sao lại đánh nhau? Lấy sao nào? Bánh bao ở đây mà nó cứ lấy bánh bao ở đây này nào. Anh xem đây có mấy cái bánh bao nó cứ tào lao nó vớ vẩn ấy. Sống mà phải có niềm tin nhá. Muốn ăn bánh bao chứ gì? Cứ mua cả thùng luôn. Vâng. Niên
Đi xe ôm không? Em xe ôm. Anh đi à? Anh đi thật đi. Không đi thì hỏi làm cái gì? Sống là phải có niềm tin. Vâng, sống là phải có niềm tin. Nhớ. Trời, buồn cười thật đấy. Cười. Bỏ cái ghế xuống. Bỏ ghế xuống, sống phải có niềm tin. Anh ơi. Nghe nó nói đấy. Anh sống có niềm tin lên xe. Đây, không mua anh bao à? Mai mua. Mai người ta mua, sống phải có niềm tin. Đi. Niềm tin. Mà vào nữa. Dạ. Bán bánh bao thì lần sau rồi mặc cái áo nó kín đáo vào. Kín thế này bảo sao còn lucky nữa. Bậy nó vào. Ê anh đổi mũ à? Mà anh dài đi về đâu? Đi xa. Đi xa? Đi về nơi xa lắm à? Đi xa nhưng mà xa nó cụ thể đâu? Bên kia cầu. Bên kia cầu? Bên kia cầu hai cây. Ủa ơi. Anh thì chơi em. Chơi chơi. Đi qua cầu em lấy thế nào? Em lấy tiền à? Muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy nha, nhiều nha. Sống là phải có niềm tin. Vâng. Thế lên xe. Hay quá. Đấy anh. Đi đi. Sáng sớm là gặp được anh. Em sống cả ngày. Anh ngồi nhá, anh ngồi cẩn thận. Được cơ. Em đổ máy cái. Phải ngã mình chứ. Ôi dồi. Chìa khóa em đâu nhỉ? Chìa khóa em đâu anh ơi? Ông đi xe mà ông hỏi chìa khóa tôi. Ôi trời ơi. Đây. Em phấn khởi quá em quên hết. Đi. Á lằng nhằng. Sao đấy? Ôi. Nốt cái đợt này thì đổi cái xe khác đi nhá. Có đi không? Có em vẫn muốn đi mà. Có nổ đâu mà đi. Chết rồi. Chết nhỉ. Nào. Có đi không? Có em vẫn đi mà. Anh ơi. Gì? Hình như là xe em hết xăng. Hết xăng ông xe ốm rồi còn hết xăng thì còn chở ai thế cầm hết rồi đi xe khác. Không không anh ơi. Cười. Anh em mình có duyên gặp nhau. Anh kéo rồi. Ấy này thế này nhá. Thôi. Em bí mà. Thì anh cho em tạm ứng cái tiền tiền dầu để em mua xăng được không? Điên à? Điên. Ông chưa chở tôi được một mét nào. Ông lại đòi lấy tiền của tôi. Thì tôi biết bao nhiêu mà tôi đưa. Thì tí nữa đây mình tính sau. Thôi. Sống phải có niềm tin. Không không không. Tin cái gì thì tin. Chứ cứ đến nơi rồi ấy, thì anh sẽ gửi tiền. Chú không thiếu một đồng nào. Ồ, quá. Đấy, anh cầm cho em cái kẹo. Thôi không ăn. Thì cầm hộ em. Anh. Làm cái gì đấy? Quá chàng. Anh có bật lửa? Có. Thế mở cái bật lửa. Làm cái gì đấy? Dạ em soi đấy, em soi bình xăng cho anh xem. Mày điên à? Thì anh không tin em soi. Mày soi xong ý, tao với mày hưởng dương bao nhiêu là biết luôn đấy. Thế. Thằng ngu này đợi bao nhiêu? Thì anh sống anh phải có niềm tin. Bẹp bẹp. Ôi, ôi trời ơi, quá hay. Ui giời, đang lúc bí này có cái bí. Ôi trời ơi. Ôi. Ok luôn. Anh ơi, thế bây giờ này nhá. Ừ. Anh ở đây nhá. Ừ. Anh ở đây. Đó, xong là em đi đổ xăng em về em đón anh luôn. Nhá. Anh ạ. À. Người ta lại để cái ví ví. Thế nó về hay. Đỏ nhỉ. Cứ đợi em nhá, em đi đổ xăng đi. Này. Mày đổ xăng vào mồm mày à? Hả? Xe mày đây mày đổ vào đâu? Ừ đấy. Khổ. Nó lấn vấn anh già nó cứ quên hết. Thế thì anh đứng đây đợi em nhá, em đi đổ xăng nhá. Cầm cho em cái ví em đi đổ xăng. Em đi luôn em. Này. À dạ. Mày đi thì đợi không có tiền làm sao mà đổ được. Cầm tạm 10.000. Cầm tạm 10.000. Ừ. Dạ vâng. Thế anh đứng đây đợi em nhá. Ừ. Ôi dồi ôi. Hay thế. Tự nhiên tàng một bí đấy. Có cái bí tiền. Ê chị gì. Em đi nhá. Ờ. Vâng. Em đi luôn. Dạ. Úi dồi ôi. Dạ vâng. Úi dồi. Úi dồi. À, đi xe lâu chưa? Dạ em đi lâu ạ. Lâu là bao nhiêu? Dạ ngày thứ hai anh ạ. Dạ. Lâu thế nhỉ? Dạ, vâng. Có 2 ngày thằng nào. Vâng. Ăn à, này. Dạ. Thế ông tên là gì nhỉ? Từ nãy giờ mãi nói chuyện không biết tên để mà giao dịch. Dạ. À tên em là Mão anh ơi. À. À tuy tuổi như thế nhưng mà đời còn non. À. Thế nhiều đứa bảo em trẻ con.
Em nói thật sự là trẻ con thế nào? Đúng rồi. Thế cụ thể là bao nhiêu tuổi? À dạ, năm nay em tuổi 45. Thế mà nhiều đứa nó cứ bảo là thằng này 44. Mày đi rất là lắc lư. À. Tí nữa đến nơi tao chỉ giả mày số dư thôi mà. Ừ, đi đi, không thì muộn hết việc của tao rồi. Đi, cái đi. Đùa em. Thế sao đấy? Ôi. Hả? Mệt quá anh ạ. Ngất à? Tình hình là đi quá xa. Ừ. Mà chưa nói cái chuyện là bao la đất trời. Thế nào? Ôi, dồi, vẫn còn khỏe lắm. Rồi anh cảm ơn nhá. Anh ơi. Anh ơi. Gì? À, anh hiểu rồi, khổ. Mũ như thế. Đây, anh gửi. Anh xin lỗi, tí nữa thì cầm cái mũ của chú đi nhờ. Anh đi nhá. Anh ơi. Anh ơi, em bảo cái gì, còn cái gì nữa hả? À, cái mũ thì chẳng đáng bao nhiêu. Ừ. Nhưng mà quan trọng là cái tình cảm mến yêu của chúng mình. Trời ơi, lại còn thơ với kiểu phú nữa này. Trước là ở trong đội văn nghệ xã đúng không? Vâng, thì em ở đội văn nghệ rất là lâu. Nhưng mà cứ làm mãi mà chả thấy giàu được là bao. Sống là phải có niềm tin nhá. Vâng. Cứ phải là chú, anh tin cái tướng này là chú sau này sẽ giàu. Cố gắng lên vâng. Nhá. Em nói thật anh này. Gì? Em có niềm tin thì em mới chở anh đi xa như thế. Nhưng nói thật luôn trắng vớ này. Đi làm mà không có công khác nào đi cấy mà chồng mông không có gì. Đấy. À, rồi vâng. Anh hiểu rồi. Vâng. Tiền chứ gì? Vâng. Sống là phải có niềm tin. Vâng, dạ. Anh thiếu gì tiền nữa mới quên mất thôi. Vâng. Thật thà, trung thực, thẳng thắn. Vâng. Nhá. Vâng. Ngươi là phải thế cho anh đi. Vâng, vâng. Đây, dạ. Tiền đây này. Dạ, vâng. Ở đâu nhỉ? Ở chết thật. Ăn này. À đây, đây. À đây, đây. Dạ. Cái chỗ cà của nó đâu nhỉ? Cà gì anh? Để anh khịa mà. Khịa cái gì ạ? Quẹt phát rồi xong luôn. Ừ. Anh định chơi em à? Sao? Em chỉ làm nghề xe ôm bây giờ đây. Sao lại cái thẻ quẹt gì ở đây? Anh. À. À không sao. Đơn giản đấy mà. Vâng. Đọc số tài khoản với cả ngân hàng anh bắn tiền sang cho. Vâng, ngân hàng của em gì? Ừ. Ngân hàng của em là ngân hàng Niềm Tin Banh. Số tài khoản. Số tài khoản gì nhỉ? Số tài khoản là 11 rồi 1100 rồi 22 tiếp không có. Mày lại chơi tao rồi à? Chơi gì đâu thì anh tính này, em chỉ làm nghề xe ôm, bây giờ sao anh cứ hỏi cái chuyện lôm côm thẻ mấy bài cái gì thì mày cũng nói luôn đi, vừa mới khen là thật thà xong rồi để điêu hòa ngay rồi. Thế bảo là em không có số tài khoản, không có tài khoản mày thì nói bằng là cái ngân hàng cái gì Niềm Tin tao gõ có đâu hả? Thì anh sống thì có niềm tin. À. Chờ nghe cuộc điện thoại nữa gì. Vâng vâng, anh nghe đấy. Dạ. Alo tôi đây. Dạ. Sao? Có 1.000 tỷ thôi thì làm sao mà phải bắt tôi lên họp làm gì? Hả? À, nói bao nhiêu lần rồi, những cái dự án 5-7.000 tỷ nhá thì hãng gọi tôi. Vâng. Dạ. Thôi được rồi. Hôm nay tôi đến cơ quan rồi nhá, đang ở dưới đây rồi. Chờ tôi 5 phút nữa. Vâng. Nhá. Vâng. Ở thế này mạng nhá. Vâng. Cứ đứng đây chờ anh. Dạ. Nhá, anh lên trên anh họp một tí, anh bảo nhân viên nó gửi cho em có ít nhiều gì thì anh cũng không biết. Anh cứ gửi cho 1 triệu nhá. 1 triệu, ok, hay quá. Anh tên là gì nhỉ? Anh tên là gì để em dễ giao dịch? Anh tên là Hải nhá. Hải. Tổng giám đốc. Hải chó. Chó. Hải cầu với chó. Được, anh xin làm chó. Dạ. Vâng thì anh cứ lên em đợi vâng. Vâng lên nhá. Em tin anh rồi. Chờ anh tí thôi. Công ty anh làm ăn công nhận cực kỳ đấy. Nhân viên nó xuống nó gửi tiền bây giờ. Vâng vâng, em tin anh. Anh đi nhá. Vâng vâng ạ. Vâng. Chúc anh công việc tốt đẹp ạ. Ôi. Cũng hoang mang nhỉ. Không biết cái thằng Hải cầu nó có giả tiền không. Sống là phải có niềm tin. Ôi anh ạ. Cảm ơn em tin anh ạ. Dạ dạ. Anh chưa lên ạ, anh chưa đi ạ. Chờ ở đây, vâng. Xuống ngay bây giờ. Nhân dạ, vâng. Viên nó xuống nó gửi tiền ngay bây giờ. Dạ vâng vâng vâng. À, chào lần nữa. Vâng, vâng, dạ, vâng. Chúc may mắn. Dạ vâng, anh công việc tốt ạ. Ừ. Dạ vâng.
À, hai em ơi, anh nhờ cái này. Dạ. À, mang tiền xuống cho anh phải không? Tiền gì hả anh? Cái anh giám đốc hải cầu ấy vừa bảo là đưa anh đợi đây một tí đâu mà đưa nhân viên xuống đưa tiền cho anh để đưa nhanh cho anh còn đi cái cứ bảo 30 phút mà một tiếng chẳng thì xuống. Ờ, hải cầu nào anh? Cái anh hải cầu tổng giám đốc của cả cái tòa nhà này. Ờ, anh bị nhầm à? Cái này vẫn đang lắp ráp đã xong xuôi đâu mà giám đốc giám điếc cái gì ạ? Ủa thế à? Ờ, vâng. Ủa ôi. Ê, chết công nhỉ. Thôi đi. Ôi. Tiên sư thằng hải cầu kia, tại sao mày lại ăn chia kiểu gì? Mày bảo mày rất chịu chi, bây giờ tao khổ quá chẳng biết lấy gì nuôi con thằng hải cầu kia. Ôi. Ui giời, anh, em chửi ai đâu, em đang bức xúc, chửi cái thằng Hải lái cẩu gần nhà em, có chửi anh đâu. Tao đứng ở tầng 18 mà tao còn nghe, thế mày ông ổng mới chửi lên. Sống đâu? Là phải có niềm tin. Vâng, em có niềm tin mà. Được chưa? Vâng, nhưng quan trọng là... Nhân viên của tao nó bận, vâng. Không xuống được. Vâng. Đích chân tao xuống đây, tao vâng. Trả tiền cho mày. Vâng, thế thì anh cứ trả thôi. Không lừa đảo gì đâu. Vâng, vâng, vâng. Đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Thế em phải tin, sống có niềm tin đúng không anh? Đúng rồi. Chứ anh là người xấu làm gì anh quay lại đây đúng không? Đương nhiên. Vâng. Nếu như tao có ý định bùng. Vâng. Đúng không? Vâng. Bây giờ tao xuống đây tao tìm mày để tao trả tiền làm gì? Đúng đấy, thì em tin anh mà. Tao rèn cho mày là cái tính kiên nhẫn. Vâng, vâng. Cứ kiên đi rồi. Rồi, có sẽ có nhẫn. Nhẫn đẹp. À, anh trả nhẫn đấy. Được rồi. À. Bây giờ thế này. Vâng. Về niềm tin ý, là anh em mình đã có rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Không ai lừa đảo ai gì cả. Dạ vâng. Đúng không? Dạ vâng. Chú chở anh một cuốc nữa, cả đi cả về, anh thanh toán đầy đủ. Thậm chí là anh còn bo thêm. Ôi thật tuyệt vời quá. Được chưa? Vâng, em vẫn tin anh mà. Nha. Chửi cái thằng hải cẩu chứ ai chửi anh. Đấy, lên xem. Bố. À mưa phụ à, đây. Thì nó cũng phải đàng hoàng. Dạ, vâng. Nha. Dạ. Làm người sống vâng. Là phải có niềm tin. Đúng rồi, làm người phải có niềm tin. Nhưng quan trọng nhất là phải giữ gìn lời hứa. Hứa là gì? Lời hứa đấy. Được rồi, cứ đến nơi ấy, thì vâng. Sẽ biết cái lời hứa ấy. Vâng, vâng. Nó vâng. Sẽ phải là đi đôi với việc làm. Đúng rồi, đúng vâng, vâng. Em cũng thế đấy, làm gì cũng phải, làm xe ôm cũng phải có cái đức tin, đúng. Có cái chữ tin. Đấy. Sống là phải có niềm tin. Tin. Ừ. Đấy, quan trọng là vẫn phải giữ gìn cái lời hứa. Cứ tin anh đi. Nha. Sống là phải có đức tin, đó. Quan trọng vẫn giữ gìn lời hứa. Sao họ anh? Dừng lại đã. Nhưng mà xe có hết dầu đâu. Nhưng mà tao hết. À dạ, thế vâng. Tao làm công trả đá đấy. Vâng. Bỏ thế lưng bỏ sư. Vâng. Tắt máy đấy. Em ơi, cho anh hai trà đá. Hai nào cũng được anh ạ. Đá đi cho nó mát. Đấy, ngồi đây. Cởi mũ ấy. Cởi đi. Em à. Cho anh hai trà đá đi. Dạ. Này. Dạ. Trên đường ấy là anh đã hỏi tên tuổi rồi, vâng. Đúng không? Vâng. Còn cái địa chỉ với cái ở gia đình là chưa hỏi tí nào. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Trà đá cơ mà. Anh ơi, nhà hết đá hay uống tạm thôi, mà. Uống nóng được anh ạ. Trời ơi, có thế nào dùng thế, vâng, vâng, chúc sức khỏe. Vâng, vâng, em mời anh. Này, dạ. Cái trí nhớ của anh ở tốt đấy đúng không? Vâng, vâng. Tên là Mão này. Vâng. 44 tuổi này. 45. À 45. Dạ vâng. Xin lỗi. Dạ vâng. 44 cho nó trẻ. Nhưng mà này. Dạ. Cái cụ thể là gia đình nhà mình ấy, bố mẹ rồi con cái vợ con là làm nghề gì? Dạ, chả giấu gì anh này này. À bố em thì bán lốp ô tô. Ừ. Hôm qua đánh một con lô thì bị bắt lên phường. Chết. Đấy, mẹ em thì bán nước mía ngoài đường. Vừa rồi trúng vốn với con Hường thế là nó vay. Đấy bây giờ hoàn cảnh nó trắng tay.
không biết là có dịp có ngày gặp không. Đấy. Éo lè nhỉ. Vâng, éo lè anh ạ. Thế còn con cái là bao nhiêu? Con em thì ba đứa bằng nhau. À, tuổi cứ lào lào là 20. Ba đứa đều 20 tuổi. Vâng, thì thu thi ống nghiệm ra cùng một ngày. À, thì có nghĩa là sinh ba. Vâng. À. Éo lè thật đấy. Éo lè lắm anh ạ. Thế nên phải sống phải có niềm tin. Ừ, nhớ ấy. Vâng. Thế thôi, anh em mình uống nước xong rồi là đi đúng không anh? Ok. Vâng, vâng. Em ơi, ra nhờ ngay tính tiền nước cái. Hết bao nhiêu em? À, của hai anh là 10 ngàn ạ. Và cuộc sống đôi lúc vô vàn. Chỉ có tổng thể 10 ngàn vẫn éo le. Nhận hoàn cảnh quá éo le. Vâng. Đi thôi. Sống phải có niềm tin. Anh ơi, thế anh... Cái gì? 10 ngàn. Tao mà phải giả 10 ngàn à? Vâng, đi đi. Mà nhìn lại xem, tao mà lại giả 10 nghìn. À, thì thôi. Hả? Thế thì... Đi vâng. Đến nơi thì thanh toán cả. Vâng, vâng, thế cũng được vâng. Thế anh à, vâng, em tưởng anh có thì cứ giả cho em 10 ngàn đúng không? Dạ vâng ạ. Đây chắc chỉ còn 10 nghìn. Đúng rồi. Nhiều đấy. Chào anh nhé. Rồi. Đây em này cứ phải tích chữ đấy. Mũ mũ mũ. Vâng, vâng, dạ. Đây đây. Ta đi cả muộn. Vâng, vâng, đi ạ. Đi đi. Lên xe anh ơi. Vâng. Được chưa anh? Rồi. Đi nhanh nha. Đến rồi, đến rồi. À, đến rồi ạ. Vâng, dạ. Ôi trời ơi. Ôi. Ôi trời, đẹp quá. Nhà đẹp thật đấy. Này, anh ạ. Hoa giấy nở rộ, rập rời. Chứng tỏ gia chủ là người yêu đời, phải không? Đúng không ạ? Bên cạnh này có con sông. Sông đâu? Ao. À, thế mà. Bên cạnh này có con ao. Đấy. Cho nên tấp lập ra vào. Vui chưa? Cảm ơn cái mũ. Vâng, nhà anh đẹp quá anh ạ. Thế nhá. Vâng, nhà đẹp quá anh ạ. Nhà anh đây. À, từ nãy giờ là chú nói là cái nhà này hả? Vâng, đúng, nhà anh đẹp tuyệt vời đấy. Em thấy rất là thơ mộng luôn. Phong thủy đâu ra đây? Đây là... không phải nhà anh. Sao đây không phải nhà anh? Thế nhà anh ở đâu? Nhà anh ấy là rất khó tìm. Dạ. Chú mà vào đó, nó dìm xuống ao. Thế nhá. Bye bye. Dạ. Anh ơi, xuống ao thì mặc xuống ao. Miễn là anh mở phong bao, đưa tiền. À, hiểu rồi. Ngắn gọn là dạ, vâng. Muốn thanh toán tiền, vâng, đúng không? Vâng, hỏi luôn thì dạ. Thơ mới chịu phí. Vâng, em cứ phải người tùng thơ đâu, đỡ ngại. Hết cả đầu. Dạ vâng. Dạ. Vẫn như mọi khi thôi, vẫn thế thôi này. Dạ. Cà đi. Cái gì ạ? Thế là cà. Em nói thật với anh như này, em này cứ thích dùng tiền mặt, cứ thẻ thiếc cái này ra rút nó ngại. Thôi được rồi, để xem xem. Để... Dạ. Ẩm những anh như này là không tiêu tiền lẻ. À, không tiêu tiền lẻ. Tiền mặt trong người là hiếm lắm. Vâng. Cứ phải dùng thẻ cho nó tiện. Vâng. Khổ. Gặp thế... chú thế này để thể đánh xem. Vâng, anh. À, đây đây có. Vâng, vâng. Mày quá lại không biết là vợ nó có để đồng vâng. nào trong người không. À đây 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 đây. Dạ vâng vâng. Này, dạ. Thế là cả đi cả về là tổng tất cả là bao nhiêu nhỉ? À, cái chuyến đi rất là ngoan nghèo. Ừ. Dù ít dù khó, dù nghèo 200. Cái gì? Dạ. Có 200 thôi hả? Vâng, 200. Vâng. Ôi dồi ôi. À, cộng thêm uống nước ngập tăm. Đấy. Thêm cả cái dép căm căm, 10 ngàn. Dạ, dạ. Tổng vị chi là bao nhiêu? Là 201. 210 nghìn. Vâng, 210 nghìn. Đây. Dạ. Sao rẻ thế? Vâng, rồi em tình cảm anh em chỉ lấy thế thôi. Lần sau gặp anh nhá. Dạ. Là cứ phải 500-700, thậm chí là 1 triệu. Vâng. Cứ 200-300 này khó tìm lắm, anh không biết có dạ, không. Vâng ạ. Ở đây. Dạ. 200. Vâng, 200. 10.000 đấy nhỉ? 5. Ấy anh bò thì em. Thừa 40 này thì cũng chả tiêu cái gì. Đúng rồi. Rồi. Chả mua được cái gì. Vâng. Cầm nó mà uống trà đá. Đấy, em nó biết mà. Ừ. Này, anh nhắn gửi chú là cái tờ giấy anh viết ở bên trong này luôn. Vâng, tình cảm là anh gói ghém vào trong đó nhá. Anh thật tuyệt vời. Ừ nhá. Anh ạ. À.
anh đúng là một người tuyệt vời. Ừ. Có khi đi cả cuộc đời chẳng gặp được đâu. À, thế nhá, chúc anh may mắn nhất nào. À. Nhớ, sống là phải có niềm tin. À. Cố gắng lên. Vâng, em quý anh như anh trai em. Và ai cũng chịu được luôn. Thật sự hôm nay đi quá là may mắn. Ôi thì cái gì đây? Ôi thì cái ví của mình. Ôi trời, những cái sờ chê đi. Ôi trời ơi, sao mày mất giấy thế? Mày lấy tiền của ông xong rồi mày giả cho ông cái thằng mày chơi cái trò mỡ chó rán nó này. Thằng chó này. Cái còn cái gì đây? Ôi trời ơi. Ôi mày nó là đưa cả đấy. Nó lấy tiền người ta, nó đưa cả hóa đơn xanh này. Trời ơi, số mình quá đen. Tại sao lại mến lại quen thằng này? Cả ngày nó hành nó đầy. Bây giờ dở ví hóa biết ngay của mình. Bây giờ tan nát gia đình cũng vì cái thằng chó bực mình. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, thân khổ thế này. Bây giờ không biết.